Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng nhà ngày hôm nay, chúng tôi dành trọn thời lượng để chia sẻ với quý vị những diễn biến về tình hình lây nhiễm COVID-19 ngay tại quê nhà của mình, mà đặc biệt là tại Sài Gòn. Chúng tôi sẽ mời quý vị xem một trong những clip rất thật được quay lại ngay tại hiện trường. Clip ghi hình ảnh của hai vợ chồng vô gia cư sống lang thang trên đường phố Sài Gòn. Và bây giờ, người chồng chết gục ngay trên chiếc xe lăn giữa đường phố Sài Gòn hoa lệ. Người vợ gục đầu vào tường, khóc không thành tiếng. Đó là một trong những clip mà quý vị biết gây chấn động Sài Gòn, chấn động cả nước từ sáng cho đến giờ phút này. Chúng tôi mang đến quý vị phần thông tin liên quan tới việc xôn xao clip xe thiết giáp được đưa vào đường phố Sài Gòn. Giới tin đồn cho rằng sẽ có thiết quân luật tại Sài Gòn bắt đầu từ 23 tháng 8 nhằm làm giảm đi tình trạng lây nhiễm COVID-19. Liệu thông tin này đúng hay sai? Báo chí của đảng ở trong nước đồng loạt lên tiếng xác nhận rằng bây giờ quân đội và công an đã sẵn sàng để thực hiện chỉ thị của Thủ tướng trong thời gian sắp tới. Trước khi mời quý vị phần tin chi tiết cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Cháo đêm 360 khai trương vào thứ năm tuần này 13 tháng 8 với hàng loạt món cháo như cháo ít Singapore, cháo cá tươi, cháo vịt, cháo gà và gỏi gà từ 5 giờ chiều đến nửa đêm. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Century Mall San Jose, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn. 408-277-0922. TN Karaoke, quý vị muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ, muốn đổi máy hư thành máy mới, gọi anh Đoan Nguyễn 408-223-2300 hoặc vào trang nhà tnkaraoke.com. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần. 408-217-9496. Dù dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, công ty Ly gửi tiền và Ly gửi quà vẫn cố gắng phục vụ nhanh nhất để tiền và hàng hóa của quý vị đến kịp người thân của mình tại Sài Gòn cũng như 24 tỉnh thành. Với những khu vực đang bị phong tỏa, nhân viên giao tiền của công ty sẽ liên lạc người nhận để tìm mọi cách giao trong thời gian nhanh nhất. Công ty Ly gửi tiền lẻ, Ly gửi quà cho Ly Travel đang cần tuyển nhân viên nam và nữ biết sử dụng máy vi tính, làm việc toàn thời gian và bán thời gian. Mọi chi tiết, xin lạc số điện thoại 408-528-6789 hoặc 408-270-6262. TNT Orchids trong khu thương xá Grand Century Mall San Jose với rất nhiều loại hoa lan tuyệt đẹp được chăm sóc bởi bàn tay của chủ nhân am tường về hoa lan. Có một nursery lớn với đủ loại cây ăn trái độc đáo. 408-396-7773 hoặc 408-568-7367. Nhà hàng phở Life với món phở ngon độc đáo và nhiều món ăn khác bảo đảm hợp khẩu vị dù thực khách khó tính nhất. Nhà hàng phở Life 3533 Homestead Road, thành phố Santa Clara. 408-551-0889. Quý vị, có một clip được xem là gây chấn động trên mạng xã hội từ sáng cho đến giờ phút này. Clip đó quay lại hình ảnh của một đôi vợ chồng. Bây giờ quý vị đang nhìn thấy trên màn hình. Đôi vợ chồng sống vô gia cư, lang thang trên đường phố Sài Gòn. Có thông tin cho biết rằng đôi vợ chồng này đã sống với nhau khoảng nhiều chục năm rồi. Nhiều chục năm rồi. Họ cứ thế, tay trong tay, bữa đói, bữa no, lang thang trên đường phố Sài Gòn hoa lệ. Người chồng thì ngồi trên xe lăn và được người vợ đẩy qua khắp các hang cùng ngõ hẻm để kiếm sống. Mùa đại dịch, người khỏe mạnh mà còn đói lên đói xuống, khổ lên khổ xuống thì nói gì
đến những người vô gia cư và nói gì đến những người tàn tật vô gia cư? Đây là hai trong số những nạn nhân mà chúng ta được nhìn thấy chính mắt qua clip mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình. Thì bây giờ trên màn hình, quý vị nhìn thấy cảnh của một người đàn ông đang ngồi gục trên chiếc xe lăn. Quý vị nhìn kỹ giùm cái Thanh Tùng, đôi chân của người đàn ông gục chết này không có mang dép, thậm chí không có đôi dép để mà mang nữa quý vị. Và ông đã chết trên chiếc xe lăn này từ bao giờ? Quý vị nhìn kỹ giùm Thanh Tùng, trên cái chiếc xe lăn đó, người đàn ông chết gục đang ngồi ngoẹo đầu về phía bên tay trái, mà tay á thì vẫn còn nắm chặt những cái túi ni lông trong đó đựng thức ăn mà ai đó đã cho trong thời gian trước. Chết mà tay vẫn còn cầm chặt những túi ni lông được cho như vậy. Chiếc xe lăn với người đàn ông chết gục trên con đường của Sài Gòn. Cách đó không xa, quý vị thấy hình ảnh của một người phụ nữ đội nón lá, ngồi bệt trên lề đường, ngoẹo đầu vào bức tường của lề đường, miệng đeo khẩu trang, đôi mắt đỏ hoe và dường như khóc không thành tiếng. Có vẻ như bà đã khóc nhiều lắm trước đó rồi, bây giờ không còn sức để khóc thêm nữa. Và có vẻ như bà vẫn chưa hiểu hết những gì vừa xảy ra với chồng mình và với phần đời còn lại của bà sẽ còn lang thang trên đường phố Sài Gòn. Mà lần này sẽ không có chiếc xa lăn của ông, sẽ không có ông nữa. Có vẻ như đôi vợ chồng này đã lang thang rất nhiều trên đường phố Sài Gòn trong những ngày qua, không thể kiếm sống. Người chồng thì thưa quý vị, bữa đói, bữa no và có vẻ cũng đã có bệnh và dường như đã không chịu đựng nổi. Ông chết gục trên chiếc xa lăn. Bà vợ có ai đó cho một ổ bánh ngọt. Bà vội vàng chạy đến bên chồng, đưa cho chồng ổ bánh ngọt đó như một thói quen. Nhưng lần này người chồng đã không trả lời. Cái bánh ngọt lại rơi xuống, bà lại cầm bánh ngọt chất lên chiếc xe lăn cho người chồng. Cứ thế, bà gục bên chiếc xe lăn. Mời quý vị cùng xem. Mà mừng mắn rồi cho ông. Mọi người hả? Không đã mất và đây là chú bị bệnh và mất ở trên xe đó mọi người. Cảm ơn anh Phật mọi người hãy không nguyện. Phật mọi người ơi hãy cầu nguyện cho ông đi ra đi thân thảo. Hey.
thở. Hôm nay thì Thái Nhi thay mặt cho mấy cái cộng đồng dân phúc đã nhận được một gọi quận 10 và nó xuống đây thấy ông bắt nằm trên xe từ sáng đến bây giờ. Ông phải có lời cứu chú. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý vị đến phần 2 tiết mục Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Trước hết cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Angel Beauty tọa lạc bên trong khu thương xá Grand Century Mall San Jose. Giới thiệu đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 408-417-8638. Trung tâm thuế vụ Hàng Lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Địa chỉ 621 Tully Road San Jose phòng A125 bên cạnh Hồng Minh Travel 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ viện Beauty Image San Jose do đội ngũ bác sĩ hùng hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Ngoài ra, đang có chương trình promotion đặc biệt giảm 10% cho lệ phí và tặng miễn phí chương trình làm facial. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093 trong khu Vietnam Town San Jose 510-452-7297. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern trong khu thương mại Vietnam Town San Jose 408-293-5900. Quận hạt Santa Clara và trung tâm phát triển tiểu thương của thung lũng Silicon đang nhận đơn chương trình tài trợ giúp tiểu thương đối phó với đại dịch COVID-19. Khoản tài trợ lên tới 5.000 Mỹ Kim cho các tiểu thương để bảo vệ nhân viên, khách hàng và công chúng khỏi bị COVID-19. Các chi phí được tài trợ bao gồm lắp đặt hoặc nâng cấp hệ thống lọc và lưu thông không khí, tấm chắn bảo vệ tại quầy thanh toán và hệ thống đặt hàng hoặc thanh toán không tiếp xúc, nước khử trùng, trạm rửa tay và thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên, ví dụ như là khẩu trang, bao tay hay tấm che mặt, xây dựng hoặc sử dụng các khu vực để ngồi hoặc đưa dịch vụ ra ngoài trời, trả lương cho nhân viên khi đi xét nghiệm hoặc tiêm ngừa và nhiều khoản chi phí khác. Để nhận thêm thông tin và nộp đơn trực tuyến, xin vào trang nhà đang hiện trên màn hình, gọi để biết thêm thông tin ở số 408-256-2217. Thông tin có trong các ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt. Hạn chót nộp đơn ngày 7 tháng 9 năm 2021. Ở phần 1, chúng tôi vừa mời quý vị tận mắt nhìn thấy clip được quay ngay trên đường phố Sài Gòn. Clip mới được quay gần đây mà thôi. Hình ảnh của người chồng chết trên xe lăn, người vợ thì khóc không thành tiếng sau khi được nhân viên y tế đến để mang người chồng đi. Quý vị có nhìn thấy cái nỗi đau á? Là bây giờ chiếc xe lăn đó vẫn còn nằm ở đó, để lại trên đường phố, nhưng là một chiếc xe lăn trống trải. Còn lại hình ảnh của người vợ nhìn theo cái xe cấp cứu chở xác chồng mình đi. Bà cũng không biết chở xác ông ấy đi đâu. Anh ơi, quay gì bà không, bây giờ nhà anh đâu mà báo với người ta để mang tro cốt của chồng đem về. Bà sống ra sao những ngày còn lại trên đường phố Sài Gòn, chỉ một thân một mình sau khi chồng qua đời? Nếu quý vị xem hết cái clip, nhìn thấy người phụ nữ thẫn thờ ngồi lại bên chiếc xe lăn trống trải mà chồng bà đã chết trên đó cách đây ít phút. Thưa quý vị, đó là một trong những clip Thanh Tùng nhắc lại gây chấn động của cả Sài Gòn. Và người dân của hải ngoại mà xem clip này không ai cầm được nước mắt nữa quý vị.
Và đây có lẽ là một trong số rất nhiều trường hợp mà đây là trường hợp mà có người họ quay clip lại, họ đưa lên trên mạng xã hội. Nên nhờ vậy mà chúng ta có thể được tận mắt chứng kiến. Chứ còn có gì tưởng tượng còn biết bao nhiêu mảnh đời khác. Họ cũng đã chết trong âm thầm, chết trong dịch bệnh. Ai biết tới nữa. Quý vị có thể tưởng tượng là bây giờ cảnh mà thiêu xác ở Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa chỉ là một trong số những lò thiêu xác ở Sài Gòn thôi. Mà xe chở xác đó quý vị. Một chiếc xe như vậy không phải chở một cái quan tài. Một xe như vậy chở 4, 5, 6 cái quan tài khác nhau. Mà vẫn phải xếp hàng ở bên ngoài để chờ được đưa vào bên trong để mà thiêu xác. Gia đình Thanh Tùng có người thân mới vừa qua đời ở Sài Gòn trong thời gian gần đây. Không phải vì Covid, không phải chết vì Covid, nhưng vì chết trong mùa Covid, chứ không phải chết vì bị dính Covid nhau có gì. Nhưng mà bây giờ đó, giới chức trong ở cái khu vực mà Bình Hưng Hòa cũng như giới chức mà lo về xác, họ báo rằng là phải chờ thôi. Xếp hàng nằm đó, xếp hàng mà chờ để tới ngày được vào thiêu xác. Chứ không thể vào thiêu được bởi vì người chết nhiều quá. Người chết nhiều quá, phải xếp hàng chờ để được vào. Và người thân của Thanh Tùng bây giờ vẫn phải nằm ở một nơi nào đó mà mình không biết. Đang được giữ xác để chờ ngày thiêu. Gia đình vẫn thấp thỏm để chờ một ngày nào đó một anh shipper chạy chiếc xe gắn máy tới giao cho mình cái hũ cốt của người thân. Mà chẳng biết ngày nào mới nhận được hũ cốt đi có gì. Quý vị thấy bây giờ lò thiêu nó đông đến độ, nhiều xác chết đến độ mà làm hết công suất 24/24 làm không kịp. Rồi đó, mới đây mới xảy ra cái chuyện đó, quý vị thấy đó. Một chiếc xe tải mà quý vị chở 46 cái quan tài từ Sài Gòn chở xuống lò thiêu Bến Tre. Mà chở lậu chứ không phải là chở đàng hoàng, chở lậu nữa, chở hai chuyến rồi mới bị bắt. Thì trong 46 cái quan tài đó thì có 36 cái thi thể là chết vì Covid-19. Băng qua nhiều trạm kiểm soát là nhờ có một cái giấy cho phép, thì anh này là có cái giấy đi luồng xanh mới tận dụng cơ hội đó để đưa 36 xác chết vì Covid-19 xuống Bến Tre để thiêu. Chứ giờ Sài Gòn không còn chỗ, thì bây giờ bị bắt thì nộp phạt thôi. Thì anh bị bắt rồi thì chuẩn bị truy tố, chuẩn bị nộp phạt rồi. Nhưng mà làm sao bây giờ? Nếu mà không đem xuống Bến Tre thì chờ qua chừng nào mới được thiêu. Đó là tình hình của Sài Gòn. Bây giờ, cái quan trọng hơn, quý vị biết rằng là tin mới là sẽ tiếp tục phong tỏa. Hay dùng đúng chữ là tiếp tục giới nghiêm Sài Gòn thêm một tháng nữa. Đúng không? Là mình sẽ kéo dài cho tới khoảng giữa tháng 9 hoặc là cuối tháng 9. Lại tiếp tục phong tỏa. Nhưng tin quan trọng nữa là có tin rồi để cho biết là rất có thể 23 tháng 8 sắp tới là thiếu quân luật. Đây là tin đồn. Đây là tin đồn. Thì bây giờ quý vị nhìn thấy hình ảnh đang chiếu ở trên màn hình. Hình ảnh cho thấy rằng là ở một góc đường phố nào đó, những chiếc xe thiết giáp được mở đầu và kết thúc bằng những chiếc xe cấp cứu, còi cấp cứu Phú Giang, xe thiết giáp được đưa vào. Thì hình ảnh của binh sĩ đã được huy động để chuẩn bị vào trận. Hình ảnh này là hình ảnh cộng đồng mạng chia sẻ với nhau. Dĩ nhiên, Ban Tuyên giáo Thành ủy Sài Gòn họ lên tiếng bác bỏ. Họ nói đó là hình ảnh giả, đây là thông tin giả, đây là fake news, không có thật, hoàn toàn không có. Ban Tuyên giáo nói như vậy. Nhưng Ban Tuyên giáo nói như vậy một mặt, báo chính thức của đảng, hôm nay có gì mở báo ra đi, báo Tuổi Trẻ nè, VN Express nè, họ đồng loạt họ đăng cái gì? Đây, họ đồng loạt họ đăng cái tít, họ đăng cái tít rất là rõ ràng cho quý vị thấy luôn. Quân đội và công an đã sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đó, báo Tuổi Trẻ đăng mà, chứ đâu phải là tin đồn nữa. Rồi, ở trong đó, nội dung của bản tin nói gì? Là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của Sài Gòn, các tỉnh, trong đó có lực lượng y bác sĩ điều trị tham gia vận chuyển cung ứng hàng hóa tới người dân. Ok, đó. Còn Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn thì khẳng định là Bộ Công an sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam để bảo vệ an ninh, an toàn, an dân và có thể chi viện cho cả lực lượng y tế nếu cần thiết. Đấy, đây là phần xác nhận của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc tung binh sĩ của mình vào trận. Chuyện gì sẽ xảy ra vào 23 tháng 8? Thanh Tùng hỏi, bây giờ chỉ hỏi thăm thôi, nếu quả thật chỉ là
vận chuyển thực phẩm tới tay cho người dân trong mùa đại dịch, bây giờ sắp tới tức còn phong tỏa nữa, sợ dân đói. Sao phải sử dụng tới cả quân đội và công an? Kinh khủng thế. Thủ tướng phải vận dụng cả quân đội và công an vào cuộc. Thưa quý vị, tình hình lây nhiễm vào ngày hôm nay nha quý vị, là chiều tối nay, thứ Sáu 20 tháng 8 cho biết, chỉ nội trong 24 giờ qua thôi, cả nước Việt Nam ghi nhận 10.657 trường hợp nhiễm mới. Chỉ 24 tiếng đồng hồ, 10.657 trường hợp nhiễm mới. Và trong ngày hôm nay, Bình Dương qua mặt Sài Gòn. Bình Dương hôm nay 24 tiếng đồng hồ thôi, Bình Dương có 4.223 trường hợp nhiễm mới nha quý vị. Đó, rồi, như vậy thì kể từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam đã có 323.268 trường hợp lây nhiễm và đứng thứ 72 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. 5 tỉnh và thành phố lây nhiễm cao nhất tại Việt Nam đó là Sài Gòn. Riêng Sài Gòn thôi 164.524 trường hợp nhiễm COVID-19, kế đến là Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang và Đồng Tháp. Thưa quý vị, riêng Sài Gòn, cái quan trọng người ta đang lo lắng là gì? Những trường hợp F0. F0 là những trường hợp mà nhiễm bệnh á. Bây giờ những trường hợp F0 mà lây nhiễm trong cộng đồng ở Sài Gòn đang ở con số cao nhất trong 4 ngày qua nha quý vị. Cao nhất trong 4 ngày qua ở Sài Gòn. Nếu có nghĩa là sao? Cái tình trạng lây nhiễm ở Sài Gòn hiện nay đó, nó lây nhiễm trong cộng đồng rất sâu. Sâu lắm rồi. Chứ nó không phải ở mặt trên nữa, mà nó sâu xuống trong cộng đồng. Tức là lây lan trong cộng đồng, ngóc ngách trong cộng đồng rất nhiều. Đó sẽ là một bài toán đầy thách thức cho cơ quan y tế, cũng như cho chính quyền Sài Gòn nói riêng và chính quyền Cộng sản trong nước nói chung. Làm sao để đối phó với đại dịch hiện bây giờ, nó lây nhiễm sâu rộng trong cộng đồng, nhất là ở thành phố đông dân nhất của Việt Nam là Sài Gòn như hiện nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Quý vị có thể xem lại tiết mục này ở trên YouTube khi gọi chữ Hot News sẽ Thanh Tùng, xem xong mới cho mình xin cái like, yểm trợ tinh thần. Quý vị muốn xem tiếp trong tương lai thì mình đăng ký kênh, hoặc là quý vị subscribe nó theo tiếng Anh. Quý vị muốn bảo trợ tiết mục này thì gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Chúc quý vị cuối tuần an lành và vui vẻ. Hẹn gặp lại tuần tới.